gia đình tám, bữa nay là Út Nga lên đồ thôi nhưng mà chưa được đi đâu hết trơn á. Đói bụng meo râu. Ra đây mà tưởng là chụp hình cái nho ăn những cái mận. Nhưng mà cái mận này của nô có 4 con rồi. Con này không dám đụng để cho nó trưởng thành à, cưng quá à. Rồi tất cả có mấy cái trái nhỏ nhỏ nè, chắc là mấy mốt để mà mấy ngàn trái luôn á. Rồi là dự định là sẽ đóng thùng shipping về Việt Nam à, để tặng cho gia đình tám mỗi người một chùm. Cái mặn này rất là ngon, trồng mấy năm rồi à, để thấy kiến gì quá chắc là ngọt. Thêm cây nữa nè. Ôi nhiều mặn quá ha. Dạ. Cái này phải trái không ta? Cái này là chắc phải... là gia đình tám nghĩ cái này là trái đúng không? Tại vì cái này nó là cái bông nè, nó là trái chứ là cái gì? Còn nếu mà là cành thì nó chỉ tự trong cái này, nếu mà là cái lá non thì nó chỉ tự trong cái cành thì nó chỉ ra chứ mắc gì mà từ cái bông này, từ cái cục này nó nở ra cái lá. Cái đó là vô lý với phản khoa học quá, cho nên là tóm lại là cái điều quan trọng là cái tình hình chung của cái tình hình nhỏ là cái mận này rất là nhiều. Nói chung là cái tình hình riêng là hôm nay có một cái nhân vật rất là đẹp gái và rất là sang chảnh. Rất là sang chảnh nè. Cái này dài này thì cũng tương đối được ổn nha. Cái này toàn bộ nội thất ở bên trong và bên ngoài là của nhà tài trợ Nguyễn Nguyễn. Tiệm bánh mì Dông Lẹ sẽ được khai trương vào sắp tới và mời Út Đẹp qua để phân phẩm. Dạ, xin cảm ơn vậy đó tạ. Và Út Đẹp có muốn nói lời tạm biệt gì lần cuối cùng không? Không, tạm biệt rồi. Nè Út Đạt ôm cái cột cái nào. Trời ơi có duyên ghê, dễ thương ghê, cái cột dễ thương ghê ha. Cột dễ thương quá. Cột dễ thương ghê, có duyên. Có duyên dễ sợ, giới thiệu tiếp với Út cái này là cái gì Út? Cái này là cái đèn âm cánh của Nguyễn sống cái đây mấy năm, cái đèn này mất tiền lắm ai nhưng mà không biết là bao nhiêu. Còn cái bàn này là để cho gia đình tám. Gia đình tám với bạn tổng giám đốc ngồi bàn chuyện hợp đồng. Chứ không phải đánh bài. Cái gì bài gì mà bài chùm á, xì cào á, xì cào chùm á, ai lớn nhất ăn á, ai lớn nhất được ăn á, xíu bông bông hủng dừa, cào dừa, thôi quên luôn đi, thôi khó quá bỏ qua, khó quá. Dạ thôi em chào tạm biệt nha, giờ em bye thiệt sự. Bye. Bye, chút nữa chở Út Nga đi ăn điểm sắm nha. Thank you. Bye bye.